Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Nếu anh chị đang tìm mua một căn nhà Hà Nội lô góc hai mặt thoáng, mặt tiền rộng, thiết kế có thang máy khu vực quận Đống Đa thì đây là lựa chọn tuyệt vời dành cho anh chị. Vì ngày hôm nay em Phương xin giới thiệu với quý anh chị một căn nhà nằm tại phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa. Căn nhà của chúng ta thì có diện tích là 45m², được thiết kế 6 tầng thông sàn với giá đang được chào bán chỉ có hơn 8 tỷ một chút thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình căn nhà tuyệt vời này. Còn bây giờ em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết về căn nhà riêng Hà Nội này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là căn nhà riêng Hà Nội, lô góc hai mặt thoáng, thiết kế có thang máy, mặt tiền rộng, nằm tại phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa mà em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay. Căn nhà của chúng ta thì có diện tích sổ đỏ là 45m² và diện tích sử dụng từ tầng 3 trở lên sẽ là 50m anh chị nhé. Với mặt tiền 7m, mặt tiền hướng chính này là hướng Đông Bắc và một hướng phụ bên cạnh là hướng Đông Nam anh chị nhé. Đây. Đấy, hướng bên này sẽ là hướng Đông Nam. Đấy, nhà lô góc hai mặt thoáng. Đây, ngõ trước nhà đây. Đấy, ngõ thì khá là rộng. Thì sẽ zoom rộng lên một chút và sẽ quay qua cho anh chị nhé. Mặt tiền rộng. Đây, với tầng 1 của chúng ta thì sẽ là khu vực bếp để xe. Trang bị khá là đầy đủ. Vệ sinh bên này. Đấy, vệ sinh thang máy thang bộ ở bên này anh chị nhé. Rồi, chúng ta sẽ lên tiếp tục khu vực tầng 2. Đấy, xem vị trí tầng 2 sẽ có những gì. Tầng 2 của chúng ta thì sẽ là khu vực phòng khách. Đấy. Wow. Đấy, phòng khách như này quá ok rồi. Trang bị khá là đầy đủ anh chị nhé. Vệ sinh. Đấy, lắp luôn cửa ở đây rồi. Về chúng ta chỉ việc lắp điều hòa cái là nữa là xong. Rồi, chúng ta hãy cùng kiểm tra thang máy nhé. Lên khu tầng 3. Thang máy Fuji 450kg cho 6 người. Mức giá đang được chào bán cho căn nhà của chúng ta thì chỉ nhỉnh 8 tỷ một chút thôi. Và mức giá cụ thể thì em sẽ ghi ở phần mô tả của video cũng như phần bình luận của video này anh chị nhé. Mức giá thì nó sẽ có thể thay đổi, cho nên là em sẽ cập nhật ở phần mô tả của video hay phần bình luận của những video này anh chị nhé. Khu vực tầng 3 của chúng ta thì sẽ setup phòng như thế này. Giường tủ. Đấy, giường tủ như này là ok rồi. Lô góc hai mặt thoáng, phía bên này hai bên đều thoáng cả. Đây, vệ sinh đây. Đương nhiên là vệ sinh sẽ rộng rồi. Đấy, vệ sinh tầm này thì sẽ rất là rộng cho chúng ta. Mức giá hơn 8 tỷ một căn nhà nằm tại phố Phạm Ngọc Thạch. Đấy. Khu vực này thì chắc là quý anh chị cũng không lạ lẫm gì rồi. Và rất là quen thuộc. Di chuyển rất là thuận tiện ra khu vực xã Đà, Tôn Đức Thắng hay lên phố cổ cũng khá là thuận tiện. Đây, tầng 4 của chúng ta thì sẽ không set up đồ nữa. Cái này thì sẽ để dành cho chúng ta về set up theo ý muốn. Với tầm diện tích như này là ok rồi, nhà rất là rộng. Ngoài những căn nhà này ra thì quanh khu vực Hà Nội em còn rất là nhiều các căn nhà riêng khác nữa. Quý anh chị muốn một căn nhà như thế nào thì hãy gọi điện thoại cho em Phương nhé. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội anh chị nhé. Và với những anh chị nào đang có những nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng hay muốn bán đất thì cũng hãy liên hệ với em Phương nhé. Thực ra khu vực tầng 5 thì chúng ta nên chia làm hai phòng thì sẽ hợp lý hơn. Đây là khu vực tầng 6. Tầng 6 thì sẽ là khu vực phòng thờ phía trong.
và sân phơi phía ngoài. Đấy. Phía ngoài đây rất là thoáng. Di chuyển thì cực kỳ thuận tiện khu vực này rồi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình những căn nhà riêng tuyệt vời. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo trên kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Xin cảm ơn.